Những đợt sóng nước mạnh mẽ của Rissell khiến Bellatrix choáng nặng và đang nghỉ ngơi để khôi phục. Thời gian bị giam giữ càng lâu, Rissell càng mệt mỏi. Bỗng nhiên, đám trong biển siết chặt Rissell làm Rissell đau đớn. Nàng ngước thấy Bellatrix đã tỉnh lại và sử dụng phép thuật hắc ám lên người nàng. Ngươi làm gì ta vậy, Bellatrix? Rissell, trước khi chết, ta sẽ lấy hết sức mạnh của ngươi. Xưa kia có vùng đất Otis được bao bọc bởi đại dương xanh thẳm và ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Vậy nên hãy cẩn thận khi vui chơi ở biển khơi. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đột nhiên, những chú sứa bơi tới cùng với nữ thần sứa Rissell, người cai quản vùng biển Otis. Nàng có nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ môi trường biển và đưa những người gặp nạn trên bờ biển về an toàn. Cậu bé, ngươi đã an toàn rồi. Vậy nên, cư dân vương quốc rất biết ơn, tin yêu và tôn thờ nàng là vị thần bảo hộ của Otis. Sự tôn thờ càng lớn, quyền năng của Rissell càng mạnh mẽ, giúp nàng có thể sinh hoạt trên cạn và đảm bảo sự an toàn cho người cũng như biển cả. Thời gian trôi qua, vương quốc Otis hình thành, cuộc sống của con người phát triển hiện đại hơn. Từ đó, thuyền biển ra đời và ngày càng cải tiến hiệu quả hơn, giúp con người bớt lo sợ khi đi biển. Số người gặp nạn cần Rissell cứu ít hẳn, nên câu chuyện về nữ thần sứ Rissell giờ chỉ còn là truyền thuyết ở Otis. Vì không còn nhiều người tin vào Rissell, nên sức mạnh của nàng cũng giảm dần. Nàng không còn có thể biến ra đôi chân để lên bờ được nữa. Những chuyến hải trình của con người vẫn tiếp diễn. Trong hàng vạn chuyến đi, cũng khó có thể tránh khỏi những tai nạn không mong muốn. Rissell vẫn âm thầm cứu trợ những con người xấu số gặp nạn trên biển rồi đưa về bờ. Nhưng gần đây, một sự việc kỳ lạ xảy ra khi người được nàng cứu bị ốm nặng và có những nốt đỏ như bị sứa đốt. Người được cứu chính là cha của bá tước quyền thế Azurk Haltervai. Azurk Haltervai là vị bá tước trẻ nhất từ trước tới nay và chàng không tin vào thần linh. Vì cha, chàng tìm tất cả thầy thuốc giỏi nhất từ khắp nơi nhưng đều không tìm ra căn bệnh. Trên người bệnh nhân có vết sứa đốt nên có thể do loại độc sứa mới. Tiếc rằng chúng tôi chưa có thuốc chữa cho loại độc này. Nhất định có cách giải mà. Ta cần điều tra sự việc và tìm thuốc giải độc cho cha. Ngài nên xem tình hình biển và sứa xung quanh vùng Otis có bị nhiễm độc gì không. Chúng tôi đều chưa gặp trường hợp này trước đây. Azurk quyết định đích thân ra khơi xem tình hình biển có vấn đề gì không ngay đêm đó. Khi thuyền Azurk đã xa bờ, chàng phát hiện một chiếc thuyền khác đang đổ chất lỏng hôi thối xuống biển cả. Các người đang đổ gì xuống biển vậy hả? Chàng lệnh cho binh lính phóng thuyền lên giao tranh, ngăn cản hành động gây ô nhiễm biển này. Thuyền viên bên kia không đầu hàng, Azurk cùng binh lính chống trả ác liệt rồi cả hai bên đều bị thương. Không may, chàng bị mất thăng bằng và đánh ngã xuống biển sâu. Bá tước Azurk tỉnh lại thấy xung quanh tối om. Dần dần, căn phòng sáng lấp lánh sắc màu tỏa ra từ những chú sứa đang lờ lững bơi. Sứa? Ta đang ở dưới biển sao? Azurk quan sát, thấy trong phòng còn một bóng hình khác trông như sứa, nhưng to hơn các con khác rất nhiều lần. Chàng tỉnh rồi, thế trong người thế nào? Người là nữ thần sứa Rissell trong truyền thuyết sao? Cha chàng luôn kể về câu chuyện hồi bé được nữ thần xinh đẹp cứu sống, nhưng Azurk không tin và luôn cho rằng cha nhớ nhầm. Giờ đây, Azurk thực sự tin lời cha kể. Nhưng nữ thần sứa Rissell không phát sáng lấp lánh như những con sứa ban nãy. Đó là do quyền năng của nàng đã suy giảm rất nhiều. Ta đây, đây là súp bong bóng giúp thở dưới nước. Ta đã cho ngươi uống một ít rồi, giờ hãy uống thêm đi. Dẫu vậy, Azurk vẫn nghi ngờ nhìn súp quá dị. Hãy nhìn xem,
đây có phải là người đàn ông mới cứu gần đây không? Ông ấy có uống thứ súp này không? Người đàn ông ta mới cứu đây mà. Ông ấy có uống súp bong bóng. Có chuyện gì sao? Aesop nghe lời xác nhận của Rissell, xong liền gây sợ hất tung bát súp của nàng. Cha ta trở về bị ngộ độc, chắc chắn là do thứ súp kỳ quái này. Không thể nào, bao lâu nay súp bong bóng chỉ giúp con người thở được dưới nước mà thôi. Ta sẽ tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Ngươi đừng đi đâu cả. Rissell nhanh chóng cử sứ mật vụ đi do thám tình hình, xem biển gần đây có gì thay đổi không. Nàng cũng ra ngoài để Aesop được bình tĩnh lại. Nhưng Aesop bỏ trốn ngay khi nữ thần vừa rời đi. Đại dương sâu thẳm thiếu ánh sáng nên chàng không xác định được phương hướng. Từ xa, những chú sứ con trong chơi bơi tới, phát sáng một vùng tăm tối, dẫn lối cho Aesop đi theo. Chàng bơi thêm đoạn tới khi bị đám trong biển khổng lồ quấn lấy không cho chàng thoát. Aesop chật vật cố gắng thoát ra nhưng không kịp, chàng nhanh chóng bị ngạt thở. Aesop tưởng mình không trụ được thêm nữa thì nữ thần Rissell kịp thời đi tới cho chàng uống súp bong bóng. Ngươi thật cứng đầu, nếu ta không tới kịp, ngươi đã chết ở nơi bẩn thỉu này rồi. May mắn cho Aesop, sứ mật vụ phát hiện đám rong đen ngòm nên đã trở lại báo cho nàng Rissell sự kỳ lạ này. Đám rong khổng lồ từng xanh mướt, giờ bốc mùi hôi thối và chứa đầy rác thải. Đây có lẽ là điểm xả thải của đám người lén lút đêm trước. Rissell cố gắng tháo trói cho Aesop, thì phù thủy biển Bellatrix xuất hiện, điều khiển đám rong trói nhốt nàng lại. Xem ai đến thăm ta này, nữ thần sứ Rissell đây mà. Bellatrix là phù thủy biển, luôn đối đầu với Rissell vì mụ ta muốn biến đại dương thành vùng biển chết. Xưa kia, quyền năng của Rissell còn mạnh nên có thể phong ấn mụ ta. Giờ đây, sức mạnh của nàng suy yếu khiến phong ấn bị phá vỡ. Còn Bellatrix lại đang mạnh lên nhờ hấp thụ chất thải ô nhiễm do con người đổ xuống. Muốn ta theo dõi Rissell sau khi cha Aesop được Rissell đưa về bờ an toàn. Bellatrix đưa những tảo độc nhỏ vào người ông. Thì ra, mụ dùng những tảo độc nhỏ phát độc khiến người dân bị bệnh và phát ban những nốt như sứ cắn. Rissell giận dữ khi biết người dân nàng hết sức cứu mạng lại bị Bellatrix làm hại. Rissell, xem sức mạnh của ta đây, ta sẽ hủy hoại con người mà ngươi luôn bảo vệ. Rissell không để cho Bellatrix kịp tấn công, nàng liền phun nước mạnh mẽ đẩy mụ ta bắn ra xa. Nàng gọi sứ bơi tới cỡ trói cho Aesop, trao cho chàng lọ súp bong bóng và đưa chàng về bờ. Aesop nhanh chóng được đưa trở về bờ biển Otis an toàn. Bá tướng Aesop, xin hãy tìm cách cứu nữ thần Rissell. Chắc chắn rồi, ta sẽ gọi các người khi có cách cứu nữ thần Rissell. Aesop kêu gọi các chủ thuyền cho các con thuyền ra khơi vớt rác, làm sạch vùng biển Otis. Chàng viết bài về sự vĩ đại của nữ thần xứ Rissell, kèm theo tranh vẽ nàng, rồi cho đi in báo rải khắp vương quốc. Danh tiếng gia tộc Hauteville góp phần tăng độ tin cậy, khiến bài báo được vô số người đón nhận. Một bức tượng khắc họa Rissell cũng nhanh chóng được dựng lên để thể hiện sự cảm kích của dân Otis cho nàng. Trên bức tượng có một chiếc vương miện quý giá tượng trưng cho sự cao quý của nàng. Chỉ trong thời gian ngắn, số người tin tưởng và yêu quý Rissell đã tăng lên gấp nhiều lần. Aesop đã thấy thời cơ đã đến, giờ có thể đi cứu Rissell và khôi phục sức mạnh cho nàng. Sứ, hãy đưa ta tới chỗ nữ thần Rissell và dùng tấm chắn đạn này bảo vệ nàng. Trở lại dưới biển sâu, những đợt sóng nước mạnh mẽ của Rissell khiến Bellatrix choáng nặng và đang nghỉ ngơi để khôi phục. Thời gian bị giam giữ càng lâu, Rissell càng mệt mỏi. Bỗng nhiên, đám trong biển siết chặt Rissell làm Rissell đau đớn. Nàng ngước thấy Bellatrix đã tỉnh lại và sử dụng phép thuật hắc ám lên người nàng. Ngươi làm gì ta vậy, Bellatrix? Rissell, trước khi chết, ta sẽ lấy hết sức mạnh của ngươi. Đột nhiên, những phát pháo bay xuống làm vạn vật rung chuyển. Bellatrix dừng việc hút sức mạnh Rissell lại để bảo vệ chính mình.
Aceh đã đến và mang theo chiếc vương miện của bức tượng Rissel. Chàng dùng súp bong bóng lặn xuống, lao về phía Rissel, trao cho nàng chiếc vương miện thần kỳ này. Chiếc vương miện này được mọi người gửi gắm lời nhắn nhủ tới nàng. Cảm ơn nàng vì đã luôn bảo vệ Ostis. Rissel nhận được niềm yêu thương của mọi người, giúp sức mạnh của nàng cũng trở lại. Mọi người vất vả rồi, giờ ta sẽ giải quyết tất cả. Khối bụi sau chấn động tan hết. Bellatrix ra khỏi lớp bảo vệ, chứng kiến Rissel lấy lại được sức mạnh như xưa nên tức giận tấn công nàng. Rissel phản lại đòn tấn công về phía Bellatrix. Tiếp theo, nàng điều khiển những xúc tu sứ phương ra tóm lấy Bellatrix và dùng sức mạnh khiến bụi ta tan ra thành đám tảo nhỏ. Rissel gom gọn phần tảo đó lại, mang về nghiên cứu thuốc giải độc rồi đưa Aceh trở về với mọi người. Sau tất cả, Rissel đã khôi phục lại được sức mạnh nhờ niềm tin yêu của thần dân. Bạn có tin không? Dưới đáy biển sâu thẳm, tồn tại một vương quốc phép thuật huyền bí. Đó là nơi sinh sống của những phù thủy đại tai. Họ được đào tạo tại một lâu đài phép thuật, nơi dạy những bí quyết phép thuật cao siêu. Tuy mang trong mình những hình dạng kỳ lạ, nhưng họ lại rất đẹp đẽ khi hòa nhập với cuộc sống dưới nước mênh mông. Và nơi đó có thực sự tồn tại. Đừng ảo tưởng sức mạnh nữa, Wednesday. Trên đời này làm quái gì có vương quốc phép thuật nào. Lại còn dưới biển sâu nữa chứ. Các cậu thì biết cái gì. Mặc kệ những lời chế giễu của bạn bè, Wednesday tiếp tục say sưa với ý tưởng mà nàng đang khắc họa. Wednesday là một cô gái lập dị nhưng cũng rất thông minh. Nàng rất mê mẩn những câu chuyện liên quan đến phù thủy, những phép thuật kỳ ảo và tin rằng ở nơi nào đó có một thế giới kỳ diệu như trong mơ của nàng. Nàng họa bản thân vào bức tranh đầy màu sắc về một vương quốc phép thuật dưới biển và ao ước rằng mình có thể được sống ở nơi kỳ ảo đó. Không ai ngờ rằng bức tranh của Wednesday lại có sức mạnh kỳ lạ, nhưng nàng lại chưa phát hiện nó. Một phù thủy cá xinh đẹp bỗng nhiên nhảy ra khỏi bức tranh với gương mặt vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Đây là đâu mà tôi là ai? Ôi, không sao tôi lại đến được đây. Cậu chẳng phải nhân vật do tôi vẽ sao? Làm thế nào cậu bay ra được đây chứ? Tôi không biết nữa, thật là kỳ lạ. Khi tôi đang đến vương quốc phép thuật thì vô tình bị vấp. Không ngờ cú vấp đó đã đưa tôi đến đây. Vương quốc phép thuật sao? Đây giống như bức tranh kia phải không? Đúng rồi, chính nó. Wednesday cố gắng trấn an phù thủy vì nàng biết rằng đó là nhân vật do mình vẽ ra. Wednesday lấy bút vẽ lại phù thủy, hy vọng nàng ấy sẽ trở lại như cũ. Khi Wednesday vừa chấm phá xong bức tranh, một luồng sáng lóe lên kéo cả hai vào trong tranh. Họ bị đưa đến một thế giới dưới biển, nơi có một lâu đài phép thuật rực rỡ. Wednesday ngạc nhiên nhìn thấy mình đã trở thành một nàng tiên cá với một chiếc đuôi màu đen truyền quyền lực. Đây là... Ôi không, chân của tôi, cơ thể của tôi. Trong khi đó, phù thủy cá mừng rỡ khi nàng được trở về. Đúng rồi, đúng mùi này rồi. Đây chính là nơi tôi thuộc về. Nhưng sao cậu có thể đến được đây nhỉ? Và còn biến thành... Chẳng nhẽ cậu là một phù thủy cá? Bỗng nhiên bức tranh của Wednesday phát ra một thứ ánh sáng kỳ ảo. Nàng nhận ra rằng bức tranh của mình có khả năng đưa mọi người đến hai thế giới khác nhau. Có lẽ là do bức tranh này. Thật không ngờ điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi. Vậy chắc chắn cậu cũng có thiên phú của phù thủy đấy. Phù thủy sao? Chính xác. Đây là một vương quốc phép thuật, nơi tôi đã bước vào và học tập. Nhưng trước tiên tôi phải vượt qua kỳ thi khó khăn và rất gay gắt. À quên, tôi là Anna. Cảm ơn Wednesday. Cảm ơn cậu Wednesday đã đưa tôi trở về. Sau khi làm quen xong, Wednesday mới ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Nó khá giống với những gì nàng tưởng tượng, nhưng nó đẹp hơn, huyền ảo hơn rất nhiều. Những cây trong biển lớn như những tòa lâu đài. Nó có thể thay đổi màu sắc tùy thích, đang vươn mình như muốn cuốn vào người Wednesday. Những con cá ngựa có đôi cánh bướm lấp lánh bay lượn trong nước như những vũ công. Lần lượt các phù thủy trẻ tuổi đều háo hức tụ hợp tại đây.
nơi họ mong muốn được học những bí mật phép thuật. Bỗng nhiên, nữ hoàng của vương quốc tên Helen xuất hiện. Nàng là một phù thủy uy nghi và tốt bụng. Xin chào các phù thủy tài năng. Trước tiên cảm ơn các bạn đã chọn qua Fairy Tale làm nơi ươm mầm trí tuệ. Như các bạn đã biết, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra đầu vào, một bài kiểm tra khắc nghiệt nhất hành tinh, để chọn ra những phù thủy xứng đáng được theo học tại vương quốc danh tiếng này. Mỗi phù thủy phải tự chế tạo được một loại thuốc thần kỳ, có thể biến hình bản thân theo ý muốn. Người nào làm được sẽ được nhận. Ai không vượt qua ngay lập tức bị loại. Và đương nhiên, phù thủy nào làm tốt nhất sẽ được làm thủ lĩnh đứng đầu trong năm nay. Những phù thủy đều háo hức bắt tay vào làm. Chỉ có Wednesday là lo sợ vì nàng không biết gì về phép thuật. Anna nhận ra nỗi sợ của Wednesday nên đã cố gắng trấn tĩnh nàng. Anna, tôi thực sự rất bất an. Nếu như tôi bị phát hiện không phải là phù thủy chính thống, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nhưng tôi chẳng dám thừa nhận vì tôi thực sự thích nơi đây. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi sẽ cố gắng giúp cậu vượt qua bài kiểm tra. Yên tâm nhé, Wednesday. Thật sao? Đương nhiên. Nhưng trước tiên cậu phải giấu bức tranh kỳ diệu đi đã, vì nó là chìa khóa để cậu trở về. Nhưng họ không hay biết rằng có một đôi mắt đang theo dõi họ từ xa. Đó là Calista, một phù thủy bạch tuộc xấu xa, đã nghe được mọi chuyện. Bài kiểm tra đã chính thức bắt đầu. Các phù thủy đều nỗ lực chế tạo ra những loại thuốc thần kỳ nhất. Phù thủy Sandin uống một ngụm thuốc và ngay lập tức cơ thể nàng tan hình trong suốt. Phù thủy Calista đưa tay ra trước và từ đó bắn ra hàng chục xúc tu mềm mại, có thể co giãn và nắm bắt được mọi thứ. Anna thì có thể tạo ra những tia laser ánh lửa ngay cả ở dưới nước cũng không thể dập tắt. Còn Wednesday vẫn đang loay hoay không biết phải điều chế thuốc gì. Nàng còn bị phù thủy bạch tuộc Calista cười nhạo, khiến nàng càng nản chí. Tôi đang rất tò mò, không biết cậu sẽ điều chế ra cái gì. Chắc bất ngờ lắm đây. Nữ hoàng Helen đã để ý đến nàng, người đã tặng cho Wednesday một chiếc kẹo ngọt nhiều màu sắc và an ủi. Khi căng thẳng, hãy ngậm kẹo đó để giúp bản thân bình tĩnh hơn nhé. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình. Wednesday cảm nhận sự ấm áp từ nữ hoàng Helen. Phù thủy cá Anna cũng đã hoàn thành xong bài của mình và cổ vũ cho Wednesday. Wednesday đã dần được trấn an. Nàng nhớ lại khi vừa xuất hiện tại vùng đất này, nàng đã ấn tượng với những cây trong biển nhiều màu sắc. Với sự thông minh của mình, nàng đã sử dụng cây trong như một thứ nguyên liệu vào nồi thuốc của mình, với hy vọng sẽ có phép màu xảy ra. Wednesday đã thử uống một ngụm, nhưng cơ thể nàng chẳng có gì biến đổi, khiến nàng rất thất vọng. Và kết quả đã có, Calista đạt hạng nhất, còn Wednesday sẽ không được học tại đây. Nữ hoàng Helen chuẩn bị trao giải đặc biệt cho Calista thì bất ngờ cơ thể của Wednesday bắt đầu biến đổi. Mọi sự thu hút đều đổ dồn về Wednesday, khiến cho phù thủy Calista rất tức giận. Nữ hoàng rất hài lòng và trao giải thưởng đặc biệt cho Wednesday. Wednesday rất hạnh phúc vì nàng đã làm được. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì mọi chuyện đã bị Calista phanh phui. Wednesday là một phù thủy giả danh. Để chứng minh cho lời nói của mình, phù thủy bạch tuộc đã nhanh chóng lấy bức tranh đang cất giữ trong người của Wednesday ra. Sự thật được phơi bày. Theo luật, phù thủy không chấp nhận một con người được học tại đây. Vì vậy, Wednesday đã bị trục xuất ra khỏi vương quốc. Anna đã cầu xin nhưng vô vọng, không thể thay đổi được kết quả. Wednesday đã phải bật khóc, chạy đi trong sự nuối tiếc. Nàng đã mong ước có thể ở lại nơi đây, nhưng mọi rào cản đã không cho phép nàng làm điều đó. Bất ngờ, nữ hoàng Helen tiến đến với ánh mắt hiền dịu. Nữ hoàng đã đưa khăn cho Wednesday lau đi nước mắt và an ủi nàng. Tội nghiệp em, hẳn là em đã thất vọng lắm. Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất. Em đã làm tổn thương những ai quan tâm em. Được rồi, hãy khóc đi cô bé. Nữ hoàng Helen càng nói, nước mắt Wednesday càng tuôn rơi.
Người có thể cho con xin thêm viên kẹo được không? Con cần bình tĩnh hơn. Kẹo? Kẹo nào? Nữ hoàng Helen tỏ ra như chẳng nhớ chuyện gì và nhanh chóng giật lấy chiếc khăn trên tay của Wednesday và bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của nàng. Nữ hoàng Helen có hành động thật kỳ lạ. Điều không ai ngờ rằng Calista đã cải trang thành cô Helen dụ dỗ Wednesday không lấy được nước mắt của con người để điều chế thuốc độc. Ta phải là nữ hoàng, ta phải thống trị vương quốc này. Ta xứng đáng hơn mụ Helen già nua vô dụng kia. Cái nhu nhược yếu đuối như mụ ta không xứng đáng làm chủ của vương quốc phép thuật này. Wednesday biết được sự thật liền quay lại báo tin cho mọi người, nhưng giờ đây không một ai tin lời nàng. Mọi chuyện đều là sự thật. Chỉ có Anna là tin tưởng ngài, nhưng cũng không biết làm thế nào. Khi ấy phù thủy bạch tuộc Calista đã đem những ly nước xinh đẹp vào, mời mọi người tỏ ý muốn chúc mừng bản thân vừa đoạt vị trí cao nhất. Không một chút nghi ngờ, ai cũng vui mừng nâng ly lên và uống. Điều gì đến cũng đã đến, mọi người trở nên mất lý trí và nghe lệnh của Calista. Một lần nữa, Wednesday lại bị đuổi ra ngoài và bị trói. Wednesday bối rối không biết làm thế nào để giải cứu mọi người, thì bỗng nhiên những cây trong biển vươn ra tiến gần và giải cứu cho nàng. Hóa ra vì nàng đã điều chế thuốc từ chúng nên giờ nàng đã là chủ nhân của những cây trong biển đầy màu sắc này. Nhanh chóng, Wednesday đã điều khiển những cây trong biển chiến đấu với Calista. Anna, hãy giúp tớ một tay. Anna nhanh trí bắn ra những tia laser lửa, khiến cho Calista không còn sức công phá. Nàng đã bị những cây trong biển trói lại. Cậu xin cậu hãy tha thứ cho tôi hứa sẽ đưa thuốc giải. Hãy cho tôi được sửa chữa lỗi lầm. Mọi người đã tỉnh lại và rất cảm kích Wednesday vì đã hiểu nhầm nàng. Wednesday, ta lấy làm vinh hạnh khi con có thể đồng ý ở lại học tập tại vương quốc này. Ước mơ của cậu đã ở ngay trước mắt. Cậu đồng ý ở lại cùng tôi nhé. Con cảm ơn người Helen, cảm ơn cậu Anna. Trải qua từng ấy thời gian tại đây, con đã mãn nguyện với bản thân. Giờ đã đến lúc con cần quay về với cuộc sống thường ngày của mình. Mọi người đã rất buồn bã nhưng đành tạm biệt nàng. Trở về, nàng tiếp tục say đắm với bức tranh của mình, vẫn nói những lời kỳ quặc trong trí tưởng tượng của nàng và mặc cho những lời đàm tiếu xung quanh. Từ phía xa, một ánh mặt quen thuộc lộ ra là Calista. Nàng ta đã xuất hiện trong thế giới thực tại của Wednesday với một nụ cười nham hiểm. Ôi, đứa con mới chào đời của ta. Ta sẽ đặt tên con là A Thơ. Hoàng hậu, không xong rồi. Đem A Thơ đi ngay, ô sát. Không, còn hoàng hậu. Đem nó đi ngay. Mẹ xin lỗi, tạm biệt con, A Thơ. Từ đó, A Thơ sống trong một ngọn hải đăng bỏ hoang. Ba giờ rồi sao còn chưa ngủ, A Thơ? Sao ta cứ gặp ác mộng ấy? Một quả cầu lửa phá tan một dinh thự. Làm sao tôi biết, ngủ đi, muộn rồi. Chỉ có chú cua Osat là bạn với cậu. A Thơ không phải là không muốn có những người bạn bình thường. Tớ thắng. Đâu có, còn các bạn sống ở ngọn hải đăng. Tớ thắng. Ủa? Thế nhưng vì sự khác lạ của cậu, cha mẹ, cha mẹ, sao mình lại không có cha mẹ? Đừng buồn, cậu chủ còn có tôi. Dù sao thì ta vẫn còn có Osat mà.
Chẳng mấy chốc, Arthur đã tròn 18, trở thành một chàng trai cường tráng, khỏe mạnh. Giờ cậu có thêm bạn là những sinh vật biển. Ngày hôm nay của anh bạn thế nào? Hả? Dạ tất nhiên, mối quan hệ của cậu với con người vẫn vậy. Nó đấy, cái đứa nói chuyện với cả. Hình như nó còn yêu một con cua. Cậu đỡ con cá mập lấy bánh sinh nhật á. Ngon quá chừng à. Ô sách, ta 18 tuổi rồi mà vẫn không biết mình là ai. Rốt cuộc ta là ai chứ? Muộn rồi, tới giờ đi ngủ rồi đấy. Đêm đó, Arthur chợt tỉnh giấc giữa đêm. Hả? 3 giờ sao còn chưa ngủ vậy ô sách? Cậu bắt gặp chú cua nhỏ đi xuống một cái hang bí mật dưới biển. Tối qua đi đâu thế ô sách? Ta là người đáy biển. Quan đường, sao lại thế được? Đâu phải tự dưng cậu nói chuyện được với cua cá hả? Nhưng sao ta lại ở trên cạn? Rốt cuộc ta là ai? Đã bảo là không biết, không có nhớ mà. Chàng người đáy biển cuối cùng cũng trở về quê hương. Không thể nào. Tiên cá có thật sao? À, họ bơi rất nhanh. Họ là những người khám phá biển cả. Vậy còn mấy người bạch tuộc này? Họ là những phù thủy biển. Và những người biển chống cậu là tộc chiến binh, sức khỏe phi thường. Khi đang mãi thăm thú, Arthur nhận ra có một đại hội tấp nập ở phía trung tâm thành phố. Đây là đấu trường trung tâm. Hả? Phải rời khỏi đây ngay nếu không. Làm sao bỏ lỡ cuộc vui được? Đi đứng kiểu gì thế? Hả? Và đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh của cuộc đời Arthur. Làm ơn đưa ta đi trốn, lũ người xấu đang đuổi theo ta. Không, rời khỏi đây ngay, mặc kệ cô ta. Cẩn thận. Phép thuật của nàng bạch tuộc đã kịp thời cứu mạng Arthur trong gang tấc. Để anh có thể trả ơn bằng cách đưa nàng về trốn tại ngọn hải đăng. Ta là Mera, con gái tộc trưởng phù thủy bạch tuộc. Ta đến tuổi lấy chồng rồi, nên là cha ta nhờ Neptune tổ chức cuộc thi kén rể cho ta. Nên là cô bỏ trốn, đổ dạ lên đầu bọn này. Mà Neptune lại xưa kia vô biển cũ và vợ hắn âm mưu bành trướng mặt đất. Neptune là trưởng tộc người cá. Ông đã lãnh đạo dân chúng đánh bại hai kẻ độc ác và lên ngôi vua. Dớ dẫn. Tất nhiên, chú cua lại tảng lờ khi bị Arthur chất vấn. Đừng để ý nó, cô cứ ở lại đây với chúng tôi. Kể từ hôm đó, Mera sống cùng bọn Arthur. Hả? Chàng người biển khiến nàng phải choáng ngợp vì cuộc sống đất liền. Đây là chợ, người ta sẽ buôn bán ở đây. Y hệt dưới kia, chỉ là chẳng ai bán phép thuật. Đây là cánh đồng trồng hoa quả. Chua mà ngon. Còn đây là rừng cây, dưới kia không có đâu. Hả? Thế đây là cái gì? Cô chạy kiểu gì thế? Chạy là gì tôi có biết đâu. Cái này là bánh gato. Ủa? Ngon quá chừng. Ngon hơn ăn cá nhiều. Thế nhưng mặt đất không phải là nơi dành cho hai người.
Mera biết vậy nên cùng Arthur xuống biển nhiều hơn. Nếu không tính chú cua Osat, nàng tiên bạch tuộc chính là người đầu tiên đồng hành cùng Arthur dưới đại dương. Hả? Kỳ lạ. Cẩn thận. Và cứ thế hai người dần trở thành tri kỷ với nhau. Ở dưới kia, bạch tuộc chúng ta dùng phép thuật chữa thương như này. Kỳ diệu. Nàng kể thêm cho ta về biển đi. Nhưng Osat thì nhất quyết muốn đuổi Mera. Cô ta ở đây quá lâu rồi, phải trả cô ta về biển thôi. Ngươi sợ nàng tiết lộ gì về thân phận ta à? Cứ không nghe lời tôi, hậu quả đến luôn bây giờ đấy. Kẻ nào dám? Hả? Cha? Đến lúc rồi, Mera. Không thể chống lại phù thủy biển quyền năng, nhưng vẫn quyết tâm giải cứu Mera, cũng là để tìm hiểu về thân phận của mình. Hai người dễ dàng tìm thấy Mera trong đấu trường. Hoàng tử Sip, con trai ta đã thắng tất cả đấu thủ. Nếu không ai thách đấu, Sip sẽ được cưới Mera. Ta thách đấu? Không, làm cái gì vậy? Dù hơi nghi ngờ, Neptune cũng đành chấp nhận vì không thể phá luật của đấu trường. Trận đấu bắt đầu. Vốn xuất thân từ tộc chiến binh, lại thường xuyên bơi lội nên Arthur có sức khỏe đáng gờm. Anh chiếm thế chủ động lúc ban đầu, còn Sip chỉ né đòn. Mera, sủi thôi. Bị quần cho thấm mệt, Arthur không biết cách giữ thể lực dưới biển sâu. Sip chỉ chờ có thế để phản công. Đầu hàng đi. Mơ đi cưng. Vậy thì một phép màu xuất hiện, cây đinh ba trên tay Neptune bỗng tự vọt ra khỏi tay hắn. Ô sát, tại sao cây đinh ba lại cứu ta? Rốt cuộc ta là ai? Không giấu được nữa rồi. Thơ, cậu chính là con trai ruột của vua biển cũ. Còn Neptune vốn là tướng quân. Hắn đã lên kế hoạch lật đổ và đổ tội cho cha mẹ cậu. Hoàng hậu sinh ra cậu trong lúc nguy khốn ấy và giao cậu cho tôi. Ta phải trả thù. Không, Neptune đã hấp thụ quá nhiều sức mạnh của cây đinh ba. Chúng ta cũng chẳng có bằng chứng gì cả. Không, thật ra có một cách. Tộc bạch tuộc có một ngôi đền ký ức. Nếu Osat bước vào đó, ký ức của cậu sẽ được tái hiện. Hãy gọi người dân đến chứng kiến, đó chính là bằng chứng. Đuổi theo, phải bắt được chúng. Neptune đã đến quá muộn. Thấy rồi. Đem nó đi ngay. Nhưng Osat thực chất không trực tiếp chứng kiến tội ác của Neptune. Ủa? Đúng. Tên này chính là con của đám phản đồ. Và vào lúc nguy cấp nữa, chiếc đinh ba lại một lần nữa cứu mạng Arthur. Đúng rồi, cây đinh ba cũng có linh hồn và ký ức. Hả? Đừng có hồng. Và bây giờ cả vương quốc sẽ được biết về sự thật năm xưa. Mi sẽ không bao giờ trở thành một vị vua. Ta đã lên kế hoạch, lũ dân sẽ bị lừa và tin ta như ngươi bị ta lừa vậy.
tên vua biển độc ác không thể chối tội được nữa. Bắt lấy chúng! Định làm gì thế? Mi phải trả giá. Hắn đâu có phép thuật. Đó là phép thuật hấp thụ từ cây đinh ba. Medea không thể chống nổi thứ phép thuật tối thượng của biển cả. Medea! Atha! Giờ mi đã hiểu chưa? Cảm giác bất lực của cha mẹ ta, sự cô đơn của ta. Hả? Nhưng tại sao? Ta không giống mi. Neptune và con trai hắn phải trả giá cho tội ác của chúng. Còn Arthur, chàng được công nhận, được trở về với đúng vị trí vốn thuộc về chàng. Và tìm được hạnh phúc vĩnh cửu nơi đại dương vô tận. Điệu múa đẹp quá. Ta chưa thấy điệu múa này bao giờ. Điệu múa của Rosa như mê hoặc vua rắn. Nhưng khoan đã, Rosa làm gì vậy? Hãy bấm nút subscribe qua FairyTale để theo dõi tiếp nhé. Từ xa xưa, rắn hồng vốn được coi là tộc thấp kém luôn bị đàn áp bởi tộc rắn xanh. Nữ rắn hồng bị bắt trở thành vợ bé, còn những nam nhân thì trở thành nô bộc. Cuộc sống luôn chìm vào bóng tối với sự thù hận. Người luôn tiềm tàng ý chí phản kháng mạnh nhất chính là nàng rắn hồng Rosa. Rosa ghét việc tập múa, nàng chỉ thích luyện võ. Rosa, con lại trốn học múa nữa rồi. Con không thích múa, con chỉ thích tập võ thôi. Thôi được rồi, vậy con hãy trở thành một chiến binh mạnh mẽ nha. Đến 18 tuổi, tất cả những cô nàng rắn hồng đều được mang đi tuyển chọn vợ bé. Rosa không muốn số phận mình bị định đoạt bởi người khác. Rosa, mau bắt cô ta về đây. Rosa, mau ở yên trong này, dù có chuyện gì cũng không được ra, có rõ chưa? Mau lục soát. Không được, cái lão già phiền phức. Từ khe hở, Rosa cố nén nước mắt. Cha nàng đã dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng. Rosa đau đớn cắn vào cổ tên lính. Người dám cắn ta sao? Rắn hồng thì làm gì có đầu chứ. Vừa dứt lời, tên lính xanh lăn ra ngất. Rosa như được tiếp thêm sức mạnh, nàng nhào tới bọn lính xanh. Dừng lại. Jason ngạc nhiên khi nọc độc của Rosa có thể hạ được rắn xanh. Chúng ta chỉ làm theo lệnh của vua rắn xanh Aegean. Tiêu diệt những kẻ nào chống lệnh. Ta sẽ trả thù. Ta sẽ giúp ngươi. Tại sao? Ta và Aegean vốn là anh trai cùng cha khác mẹ. Ta là con vợ cả, Aegean là con vợ bé. Mẹ Aegean là tộc rắn hồng. Nhà vua say mê rắn hồng nên quyết định truyền ngôi cho Aegean. Còn ta trở thành tể tướng chuyên giúp việc cho Aegean. Mẹ ta vì không chịu được sự ghẻ lạnh nên đã qua đời. Ta cũng giống như ngươi, muốn trả thù cho mẹ, lấy lại những thứ thuộc về mình và khiến cho Aegean phải chịu đau khổ. Được, ta hiểu rồi. Chuyện này phải giữ kín. Các ngươi nghe rõ chưa? Rõ. Jason bắt đầu huấn luyện Rosa trở thành một sát thủ tinh nhuệ.
Jason còn uống nắng đàn phong thái của một rắn xanh. Tốt lắm Rosa, đây là nước thần giúp thay đổi màu tóc, hãy uống đi. Đừng để bị thương, nếu không ngươi sẽ lộ thân phận. Nhiệm vụ của Rosa khi vào lâu đài là phải lấy được lá bùa hộ mệnh hình chiếc vảy rắn màu xanh đính trên trán Ajian. Lá bùa đó như một lá chắn bảo vệ Ajian khỏi tất cả nọc độc. Rosa sẽ phải tham gia vào cuộc tuyển chọn vợ cả. Vừa thoát khỏi vợ bé, giờ lại phải làm vợ cả. Nhưng nếu mình không cố gắng thì mãi không thể tiếp cận được Ajian. Các nàng đắng xanh thi nhau thể hiện tài năng nấu nướng của mình. Lỗi. Chỉ còn món cuối cùng của Rosa, Ajian miễn cưỡng nếm thử. Hương vị món này thật quen thuộc. Kẹo này thắng chắc rồi. Hôm sau, lâu đài tổ chức yến tiệc, các đàn rắn xanh lần lượt thể hiện sức hút của mình. Chuyện gì thế này? Không còn cách nào khác, Rosa cầm kiếm đi lên sân khấu. Rosa đã kết hợp võ thuật và nhảy múa tạo nên một màn biểu diễn vô cùng độc đáo. Điệu múa này... Bất ngờ một con rắn xanh bay đến làm chệch đường kiếm của Rosa. Ajian không suy nghĩ, vội chạy tới cứu nàng. Chỉ một chút nữa Rosa có thể bị thương và lộ thân phận. Cảm ơn chàng đã cứu ta. Ta sẽ lấy Rosa làm vợ. Đây chính là cô gái mà ta yêu. Trong quá trình chuẩn bị hôn lễ, Ajian càng quan tâm chăm sóc Rosa hơn. Những định kiến ban đầu về sự xấu xa của Ajian dần lu mờ. Ajian không giống như Jason miêu tả. Đêm cuối trước khi đám cưới diễn ra, hy vọng chiếc vảy này sẽ giúp bảo vệ nàng. Mình phải làm gì đây? Đưa cho Jason hay sẽ giữ chặt nó? Sau khi biết tin Rosa có được chiếc vảy, Jason cho gọi nàng đến. Ngày cưới đã đến, Rosa trông thật xinh đẹp. Khoan đã! Cảm ơn nàng đã giúp ta có được nó. Ê Jin, đồ thất bại, người yêu thương nhất cũng rời bỏ ngươi. Ta không làm vậy, Jason nói dối. Mau đưa chiếc vảy cho ta. Ajian không phải người xấu, ta không muốn hại chàng. Ngươi thật ngây thơ. Jason! Jason thắng thế nhào tới tấn công Ajian. Vì mất chiếc vảy nên Ajian dễ dàng bị thu phục. Mau thả Ajian ra! Nhờ sự luyện tập chăm chỉ, Rosa đánh bại lũ lính canh nhanh chóng.
cái đồ cứng đâu. Hây. Độc độc của Dosa đã phá hủy chiếc vẫy thần. Các ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta. Rosa, xin lỗi vì đã lừa dối chàng. Không, nàng không có lỗi. Ta đã biết tất cả. Món ăn nàng nấu giống người mẹ trắng hồng quá cố của ta. Điệu múa kiếm của nàng cũng giống bẫy. Nhưng vì yêu nàng nên ta mới luôn giữ nàng bên cạnh. Không! Xin lỗi anh trai, vì sự xuất hiện của em khiến anh bị bỏ lại. Em muốn bù đắp bằng cách giao mọi quyền hành về binh lính, cũng như cách ngoại giao với tộc trắng hồng cho anh. Nhưng mà anh lại lạm quyền để chèn ép tộc trắng hồng. Giờ đây anh sẽ phải trả giá cho lỗi lầm mình gây ra. Ajin băng bó vết thương cho Rosa, rồi nắm tay cảm ơn Rosa. Ta đồng ý. Vương quốc Posia thịnh vượng rộn rã, tiếng người qua kể lại, tiếng trao bán sầm uất. Nhưng bạn không được nghe thấy tiếng nhạc hay, chiêm ngưỡng những điệu múa, vì đó là điều đã bị cấm ở vương quốc này. Dẫu vậy, luật lệ không thể cấm tất cả mọi người, kể cả công chúa Marina của vương quốc. Từ nhỏ, Marina đã luôn ở trong lâu đài rộng lớn, không có ai bầu bạn. Vua và hoàng hậu không chỉ bận bịu lo việc của vương quốc, mà còn nghiêm khắc cấm đoán, không cho phép nàng ra khỏi lâu đài. Điều tuyệt vời nhất đến với Marina năm 10 tuổi, khi tìm được một hộp nhạc tuyệt đẹp, có cô phủ công đáng yêu, đứng yên quay tròn theo tiếng nhạc du dương trong phòng của vua và hoàng hậu. Hoàng hậu về phòng thấy con gái nhỏ đang đung đưa theo hộp nhạc, vội vã tiến tới cất hộp nhạc đi. Marina, đây không phải đồ con có thể chơi đâu. Hãy nhớ rằng âm nhạc và dãy múa bị cấm. Đừng bao giờ để cha mẹ thấy con dính líu tới những thứ đó. Vâng thưa mẹ. Song sự ngăn cấm không thể cản được niềm yêu thích của Marina với hộp nhạc đó. Cô bé nhân lúc vua và hoàng hậu không ở trong lâu đài đã lén lút lấy hộp nhạc giấu đi cho riêng mình. Đêm xuống, Marina bé nhỏ mở hộp nhạc bí mật dưới ánh trăng sáng rồi. Bất ngờ khi hộp nhạc được mở ra, phủ công không còn đứng yên nữa mà đang múa ba lê uyển chuyển suốt cả bản nhạc. Đắm chìm vào những bản nhảy đó, Marina cũng đứng dậy và bắt đầu những bước đầu tự học múa ba lê của mình. Từ đó trở đi, Marina chăm chỉ tập luyện bí mật trong phòng, mỗi đêm trăng tròn cùng với vũ công hợp nhạc kỳ diệu. Thời gian trôi qua, nuôi dưỡng sự xinh đẹp và tài năng nhảy múa cho công chúa Marina. Công chúa giờ đã lớn khôn, nhưng nàng vẫn bị cha mẹ nghiêm khắc trong việc ra ngoài lâu đài giao lưu với mọi người. Vậy nên Marina cải trang lẻn ra ngoài, thỏa mãn trí tò mò về thế giới ngoài lâu đài. Trong chuyến ngao du ngoài thành, Marina phát hiện ra căn hầm rộn rã âm nhạc nếp mình trong góc phố. Ở đó, nàng được vui chơi thoải mái và sống cùng đam mê nhảy múa của mình. Mọi người đến với căn hầm cũng đều thích âm nhạc và nhảy múa như nàng. Đặc biệt, Marina còn gặp được người bạn tâm giao tuyệt vời Idon. Tuy Idon lớn lên trong gia đình nghèo khó, nhưng chàng vô cùng đam mê nghệ thuật và những điệu nhảy của Marina. Tuyệt quá Marina, những bước nhảy vừa rồi nhẹ như dạo bước trên không gì đó.
Cảm ơn chàng. Giờ hãy đến đây cùng nhảy với mọi người nào. Mau lên, mau lên. Cuộc sống hàng ngày của công chúa Barina diễn ra êm đềm cho tới một ngày năm cô 16 tuổi. Barina vừa về đến phòng nghỉ ngơi thì có tiếng gọi lạ vang lên. Barina, Barina. Ai đấy? Barina tiến vào phòng cẩn thận tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bất cứ ai cả. Đây, chỗ hợp nhạc Barina. Chủ công hợp nhạc. Bạn còn nói được sao? Sao lúc tôi nhảy bạn không sợ mà giờ lại hét toáng lên thế? Xin chào, tên tôi là Rosette, cũng từng là con người như bạn. Hóa ra, 6 năm trước, trong buổi biểu diễn ballet của mình, Rosette bị trúng lời nguyền kỳ quái không rõ từ đâu. Khi nhận thức trở lại, cô quên hết mọi quá khứ và phát hiện mình là một vũ công bất động trong hợp nhạc này. Cho tới khi Barina mở hợp nhạc ra, một sức mạnh kỳ diệu đã đến khiến Rosette có thể cử động và biểu diễn. Bạn có thể cử động rồi, giờ có thể nói. Có lẽ nào lời nguyền sắp được hóa giải không? Có thể, nhưng từ lúc cử động cho tới giờ là 6 năm rồi. Tôi phải chờ thêm 6 năm nữa mà không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ư? Vậy để giúp bạn, tôi sẽ tìm cách hóa giải lời nguyền. Những ngày sau đó, Barina tập trung đi tìm các cách hóa giải lời nguyền nhưng không có manh mối. Cảm thấy chán nản, Barina tìm tới căn hầm bí ẩn, tạm tránh xa những điều muộn phiền trong lâu đài. Có chuyện gì buồn phiền sao Barina? Barina coi Idon là người bạn đáng tin cậy, kể cho chàng nghe về thân phận công chúa của nàng và hợp nhạc bị nguyền và Rosette. Kỳ lạ quá Barina. Vua và hoàng hậu là người cấm âm nhạc trong vương quốc này, nhưng họ lại cất giữ một hộp nhạc bị nguyền rủa trong phòng. Nàng nên xem lại cái rương đó để điều tra xem. Đúng vậy, cái rương. Xuất sắc lắm Idon. Vậy mà tôi không nghĩ ra. Nàng thử tìm xem. Nếu vẫn chưa có gì mới thì mai hãy mang hộp nhạc đó đến đây. Chúng ta cùng nhau tìm cách. Barina trở về lâu đài, lén lút vào phòng cha mẹ lục lọi chiếc rương kia. Trong đó toàn là đồ múa ba lê của trẻ em và tấm ảnh hội trường sân khấu nào đó cô không biết. Cuối cùng vẫn không có gì gợi ý để hóa giải lời nguyền. Barina thất vọng trở về phòng, buồn bã nhìn Rosette. Không sao đâu, rồi chúng ta sẽ sớm tìm ra cách. Khi đó cả hai chúng ta sẽ cùng múa ba lê với nhau nhé. Barina xúc động trước lời động viên của Rosette. Nàng lấy lại tinh thần, quyết tâm cố gắng tìm cách hóa giải lời nguyền. Sáng hôm sau, Barina lẻn ra ngoài theo như đã hẹn với Idon. Đúng lúc đó, vua và hoàng hậu tìm tới bắt gặp con gái đang cải trang lén ra ngoài cùng với hộp nhạc. Barina, tại sao con lại lấy hộp nhạc đó? Đưa cho ta ngay lập tức. Nhà vua tiến tới cố gắng lấy hộp nhạc ra từ tay Barina, nhưng lại vô tình khiến con gái mình bị thương. Nhưng lúc mọi người đang sửng sốt, Barina mau chóng cầm lấy hộp nhạc chạy đi. Lúc này, Idon đang chờ Barina ngoài cổng thành. Thấy cô hốt hoảng chạy ra, liền mau chóng đón tay kéo nàng chạy đi. Khi hai người dừng lại, Barina nhận ra đây chính là sân khấu biểu diễn trên tranh mà cô không tìm thấy trong rương đồ ballet. Barina, hộp nhạc đâu rồi? Barina vừa lấy hộp nhạc ra, Idon làm phép lên hộp nhạc giúp Rosette hiện ra trong dạng linh hồn. Barina, chuyện gì vậy? Chúng ta ở đâu đây? Idon chẳng biết làm phép sao? Đúng vậy, tôi đã tìm ra cách để giải cứu Rosette rồi. Hãy xem đi. Barina và Rosette hồi hộp nhìn Idon thực hiện phép thuật, hy vọng rằng lời nguyền sẽ được hóa giải. Nhưng thật không ngờ, hộp nhạc vỡ tan tành, linh hồn Rosette mờ nhạt dần. Rosette, Idon, tại sao ngươi lại hại cô ấy? Hai chị em ngu ngốc, bị lừa mà không hề hay biết. Hai chị em? Đúng vậy, hai công chúa của vua và hoàng hậu, Barina và Rosette. Trước sự bàng hoàng của hai chị em, Idon cho họ thấy những ký ức đã mất năm xưa.
Khi còn nhỏ, Idol đã nghèo khó tới nỗi hắn còn phải đi xin ăn, nhưng mọi người đều xua đuổi hắn. Một ngày, hắn thấy hai chị em Barina và Rosette ra ngoài lâu đài chơi. Đi đến đâu cũng được mọi người vui vẻ chào đón, khiến hắn ganh tị vô cùng. Hai đứa nhỏ đó ăn mặc xinh đẹp rồi mà vẫn còn được cho đồ nữa, thật là bất công mà. Vậy nên Idol căm ghét mọi người và đặc biệt là hai nàng công chúa. Khi ấy, Vương quốc chuẩn bị tổ chức lễ hội liên đình giao lưu với các nước láng giềng, và hai công chúa sẽ cùng nhau biểu diễn ba lê chào đón họ. Cả hai cùng nhau luyện tập chăm chỉ, trái với Rosette điêu luyện uyển chuyển thì Barina có phần vụng về hơn chút. Barina, sao mãi con không nhảy hết điệu múa được vậy? Con nhìn chị Rosette mà học tập. Vì vậy, Barina luôn dành thời gian ở lại tập thêm, nhưng kết quả cũng không khá hơn là bao. Sự áp lực từ hoàng gia và việc luyện tập mệt mỏi khiến Barina suy sụp, chán chường. Mệt quá đi, ước gì Rosette nhảy thật tệ lúc diễn thì mẹ sẽ không chỉ trích mình nữa. Idol khi ấy theo dõi hai chị em, nghe lén được điều này liền nảy ra ý tưởng hãm hại họ. Đêm diễn hôm ấy, cả khán đài đang tập trung thưởng thức buổi biểu diễn của Rosette và Barina. Barina, thay vì khiến cho Rosette nhảy tệ đi, giờ ta sẽ cho hai chị em ngươi cùng nhau giờ hợp nhạc này mãi mãi, không cần phải nhảy múa làm gì. Thế nhưng Idol đã mắc lỗi khi thực hiện phép thuật hắc ám, khiến cho hai nàng công chúa đều bị mất ký ức, nhưng chỉ có mình Rosette bị nhốt và biến thành vũ công hợp nhạc. Vua và hoàng hậu mau chóng lên xem tình hình con gái và điều động binh lính điều tra, nhưng Idol đã chạy trốn khỏi hiện trường. Barina, bao năm qua cha mẹ ngươi bận biểu là vì tìm cách cứu chị của ngươi. Họ cũng không muốn cho ngươi ra ngoài vì giữ an toàn cho ngươi. Nhưng ngươi đã phá hoại tất cả rồi, Barina à. Câu chuyện quá khứ đầy bi thương khiến hai chị em Barina và Rosette ngỡ ngàng, nhất là Barina. Rosette, em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nói vậy. Barina, đây không phải lỗi của em, đáng lẽ chị nên tập thêm cùng em. Nhà vua cùng hoàng hậu đúng lúc đuổi tới nơi, khiến Idol hoảng hốt chạy trốn, nhưng không kịp thoát khỏi sự bao vây của binh lính hoàng gia. Nhìn thấy linh hồn Rosette và Barina ôm nhau khóc nức nở, vua và hoàng hậu đau lòng an ủi dỗ dành hai cô công chúa quý giá. Barina, đây là nguyện vọng cuối cùng của chị. Chúng ta hãy cùng nhau biểu diễn trọn vẹn bài ballet năm xưa nhé. Tất cả mọi người hiểu nguyện vọng của hai chị em, lui xuống dưới để ánh đèn soi rọi sân khấu. Nhờ những đêm trăng tập luyện với nhau, nay từng điệu múa của hai chị em uyển chuyển nhịp nhàng với nhau như hình với bóng. Kết thúc, hai chị em ôm lấy nhau. Bỗng dưng Barina cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh mình. Rosette đã không còn là linh hồn nữa, cô đã trở về hình thái con người trọn vẹn. Rosette, chị đã trở lại. Cơ thể của chị, mọi thứ đều là thật. Cảm ơn em Barina. Xưa kia, sự đố kỵ của Barina đã khiến hai chị em xa cách. Giờ đây hai chị em yêu thương lẫn nhau, tạo nên phép màu hóa giải lời nguyện cho Rosette. Từ đó, mọi hoạt động ca múa trong vương quốc được khôi phục, thậm chí còn náo nhiệt hơn xưa. Barina và Rosette cùng nhau đi biểu diễn khắp nơi cho mọi người xem và được biết đến là đôi chị em múa giỏi nhất thời đấy. Còn Idol bị trừng phạt bằng việc đầy đi lao động khổ sai trên thuyền đánh bắt, lên đền quanh năm suốt tháng ngoài biển khơi. Ngày xưa, ở một vùng biển xinh đẹp, có một nàng tiên cá cũng xinh đẹp không kém. Tên nàng là Marina. Nàng có một khả năng thần kỳ, đó là giúp cho các vết thương có thể lành lại một cách nhanh chóng. Nàng thường dùng sức mạnh của mình để giúp các sinh vật dưới biển,
do đó nàng luôn được chúng yêu quý. Nàng có một sở thích đặc biệt, đó là vào mỗi đêm trăng tròn, nàng đều bơi lên mặt biển để được tắm mình dưới ánh trăng lung linh, sau đó là cất lên bài hát mê đắm lòng người. Bất chợt, Marian nghe thấy âm thanh náo loạn trên bầu trời, âm thanh phát ra từ trận chiến khốc liệt của hai ma cà rồng cách đó không xa. Không muốn dính líu đến rắc rối, Marian toan rời đi. Bất chợt, một trong hai ma cà rồng bất thế rơi thẳng xuống gần chỗ nàng. Nàng định cứ thế mà lờ đi, thế nhưng nhìn thấy tên ma cà rồng kia đang bị thương rất nặng, còn kẻ còn lại dường như vẫn chưa muốn buông tha cho hắn. Sự trắc ẩn trong nàng lại trỗi dậy và quyết định giúp đỡ ta. Marian đưa hắn vào một hang động bí ẩn cách đó không xa. Mùi của bạc lại thêm chút ma thuật ăn mòn, chả trách hắn lại chẳng thể tự hồi phục. Loài ma cà rồng này đúng thật tàn nhẫn. Sau đó, nàng dùng sức mạnh của mình để chữa trị cho hắn ta. Dưới sức mạnh của Marian, các vết thương bắt đầu lành lại, hắn ta cũng dần lấy lại ý thức. Khi vừa nhìn thấy Marian, hắn đã lập tức tóm chặt lấy tay của nàng. Sau khi nhận ra Marian chỉ đang muốn trị thương cho mình, hắn lại từ từ buông lỏng tay nàng ra. Người tốt nhất đừng bao giờ lên mặt nước nữa. Nói xong, Alatrid liền rời đi mà chẳng một lời giải thích nào khiến cho Marian cảm thấy khó chịu. Loài ma cà rồng đúng thật thô lỗ mà. Mình đã cứu hắn vậy mà còn chẳng có lấy một lời cảm ơn. Đã thế còn đe dọa mình nữa chứ. Còn lâu ta mới thèm nghe lời ngươi. Không để tâm đến lời cảnh báo của tên ma cà rồng lạ mặt, Marian vẫn lên khỏi mặt biển để tận hưởng ánh trăng như thường lệ. Bỗng nàng nhìn thấy bóng một ma cà rồng đang bay về phía mình. Lẽ nào là tên ma cà rồng hôm trước đến để cảm ơn mình? Ít nhất hắn cũng còn chút tử tế. Thế nhưng không giống như nàng nghĩ, kẻ đang bay đến lại là một ma cà rồng nữ. Mụ ta lập tức bắt lấy Marian và đưa đến bọn đá cao gần đó. Ngươi muốn gì? Xưa nay tiên cá và ma cà rồng vẫn luôn tránh va chạm với nhau cơ mà. Ồ, ngươi không biết sao? Ma cà rồng bọn ta không có hứng thú với tiên cá, vì các ngươi có mùi rất khó ngửi. Nếu vậy, tại sao hôm nay ngươi lại bắt ta chứ? Vì ngươi là một tiên cá đặc biệt. Máu của ngươi mang sức mạnh chữa lành vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn bất cứ sinh vật nào mà ta đã gặp. Chỉ cần có được sức mạnh ấy, ta sẽ trở thành một ma cà rồng bất bại. Đủ rồi, ả ta toan làm hại Marian thì bất ngờ mụ ta bị một ma cà rồng khác tấn công, sau đó nhanh chóng đưa nàng rời khỏi đó. Mụ ta không cam chịu nhìn con mồi bị cướp đi cũng nhanh chóng đuổi theo. Cho đến khi cả hai bay vào một tòa lâu đài gần đó thì mụ ta mới đành hậm hực rời đi. Kẻ đưa nàng đi chẳng ai khác chính là tên ma cà rồng mà nàng đã cứu lần trước. Ngươi cũng muốn máu của ta sao? Tôi vừa cứu cô đấy. Nếu muốn hại cô thì cô đã chẳng còn cơ hội ngắm trăng hôm nay đâu. Nhưng tại sao loài ma cà rồng khát máu và gian xảo như các ngươi mà cũng biết cứu kẻ khác sao? Cô có thôi hỏi những câu vô nghĩa được không hả? Ta... Để trả ơn. Như thế đã được chưa? Vậy lần trước ngươi nói ta phải ưng yên dưới đáy biển không phải là lời đe dọa mà là cảnh báo sao? Nếu vậy giờ hãy trả ta về biển đi. Ta sẽ không bao giờ lên mặt nước lần nào nữa. Vô ích thôi. Hiện giờ mụ Lily đã biết được sự tồn tại của cô. Mụ ta sẽ không buông tha cho cô đâu. Vậy giờ ta phải làm thế nào? Cô tạm thời ở lại đây cho đến khi ta tìm ra được cách. Lâu đài này được bao phủ một lớp ma pháp, sẽ không sinh vật nào có thể vào được đây. Đành vậy thôi. Mà này, ta có thể hỏi thêm một câu nữa không? Ta vẫn chưa biết tên ngươi. Alarit, ma cà rồng quyền lực nhất. Hả? Kể từ đó, Marian sống trong lâu đài cùng với Alarit. Mặc dù mang vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng, thế nhưng Alarit vẫn rất để tâm đến việc chăm sóc cho nàng. Tuy vậy, Marian vốn là một cô gái năng động, nhưng bị chôn đuôi ở một chỗ không khỏi khiến nàng buồn chán. Cảm nhận được sự buồn chán của Marian, Alatrid liền quyết định đưa nàng ra ngoài hít thở khí trời. Alatrid đưa Marian lên mỏm đá cao nhất trong vùng. Marian vô cùng phấn khích khi lần đầu tiên nàng cảm thấy mình được đến gần mặt trăng như vậy. Nàng không kìm được lòng mà cất giọng hát. Âm thanh ngọt ngào
tràn ngập trong không gian như một bản tình ca của màn đêm huyền bí, khiến cho con tim của bất kỳ sinh vật nào dù sắt đá cũng phải rung động. Dưới cảnh đêm lãng mạn, tâm hồn của hai sinh vật vốn khác loài nay lại trở nên đồng điệu. Bất ngờ từ xa một bóng đen đang lao vun vút đến chỗ họ. Chẳng phải ai khác, đó chính là một Lilith. Mặc dù hiện giờ Lilith đã không phải là đối thủ của Aelrith khi hai người đối đầu trực diện, nhưng bụng Lilith vốn gian xảo, nếu biết không thể thắng, bụng sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm. Quả nhiên bụng chỉ đang đánh lạc hướng Aelrith, còn mục tiêu bụng nhắm đến vẫn là Marian. Không muốn để Marian rơi vào nguy hiểm, Aelrith đành phải tránh đụng độ để đưa nàng quay trở về an toàn. Vào ngày hôm sau, Aelrith đột nhiên đem đến rất nhiều đồ ăn. Chàng còn cẩn thận gắn thêm những chiếc bánh xe vào cổ quan tài mà Marian đang nằm để nàng có thể di chuyển tùy thích. Sau cùng, Aelrith đưa cho nàng lọ thủy tinh nhỏ chứa một loại chất lỏng màu đỏ thẫm. Ta có việc phải đi vắng vài ngày. Nếu như sau 3 ngày nàng không thấy ta trở về, thì hãy uống thứ dung dịch này. Nhưng ngươi định đi đâu? Tại sao lại không trở về? Còn thứ dung dịch này là gì? Aelrith chỉ đáp lại những câu hỏi đầy sự lo lắng của Marian bằng một nụ cười buồn. Sau đó, chàng bay thẳng ra khỏi lâu đài. Nàng cũng chẳng còn cách nào khác nên cũng đành phải chờ đợi. Đã là ngày thứ 3 nhưng Aelrith vẫn chưa trở về. Marian trở nên buồn chán. Mặc dù vậy, nàng vẫn cố tìm mọi cách để tự khiến bản thân vui vẻ. Bất chợt quyển sách mà nàng vẫn hay thấy Aelrith thường đọc rơi xuống trước mặt nàng. Nàng bị thu hút bởi những trang sách được Aelrith đánh dấu lại. Cách giúp dòng máu hiếm không bị săn đuổi. Dòng máu hiếm chẳng phải là mình sao? Cách 1, biến kẻ đó thành một ma cà rồng. Vậy đây chẳng phải là máu của hắn sao? Mình không đời nào chịu trở thành một ma cà rồng khát máu đâu. Cách thứ 2, đó là bông hoa thần mọc trong giường của các vị thần, thứ có thể giúp che giấu được mùi của máu. Khoan đã, không lẽ hắn đã đến đó thật sao? Các vị thần vốn rất ghét loài ma cà rồng, tại sao hắn lại làm vậy? Mặc dù ta đã cứu bạn hắn, nhưng để đền ơn như vậy thì... Lúc này, nàng lại thấy một bức tranh có lẽ là do Aelrith vẽ. Marian vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người trong bức tranh chẳng ai khác mà chính là nàng. Hóa ra từ nhiều năm trước, Aelrith đã biết đến Marian. Ban đầu mục tiêu của hắn cũng chính là dòng máu của nàng. Nhưng khi nghe thấy giọng hát trong trẻo của Marian, chàng đã sớm bị mê hoặc. Ở vị trí ma cà rồng tối cao, không tránh khỏi cô đơn, chính giọng hát của nàng đã xoa dịu tâm hồn lạnh lẽo của hắn ta. Đó chính là lý do tại sao Aelrith bất chấp bảo vệ nàng. Khi nàng đang mãi suy nghĩ, thì Aelrith đột nhiên bay mạnh vào trong phòng, trên người chằng chịt các vết thương. Marian hốt hoảng lập tức trị thương cho hắn. Thế nhưng vết thương do thần gây ra rất khó để lành lại. Mặc kệ vết thương đang rất nặng, Aelrith đưa cho Marian bông hoa thần mà hắn đã mạo hiểm có được. Nhanh hấp thụ nó đi. Hãy để ta chữa trị cho chàng trước. Lúc này Aelrith cảm nhận Lilith đang tới gần họ. Vì sức mạnh của Aelrith đã yếu đi nên màn trắng quanh lâu đài cũng theo đó sụp đổ. Từ đó mụ Lilith đã có thể dễ dàng tiến vào bên trong. Aelrith liền ép Marian phải hấp thụ bông hoa thần. Sau đó dốc hết sức mạnh tạo ra một màn trắng bao quanh người nàng. Ta sẽ đưa nàng quay về dưới đại dương. Nàng hãy nhanh chóng lặn xuống và bơi đi thật xa. Mụ Lilith sẽ không thể nào đánh hơi thấy nàng nữa. Không, Aelrith, ta không thể bỏ mặc chàng như vậy được. Từ giờ nàng đã có thể bình yên tận hưởng ánh trăng được rồi. Nói rồi, Aelrith nhanh chóng đưa Marian rời đi. Aelrith lúc này đã có thể an lòng và chấp nhận số phận. Lilith lúc này đang vô cùng đắc ý vì sắp có thể thay thế được vị trí ma cà rồng mạnh nhất, thì một nguồn sức mạnh đánh bật ngã ra. Chính là Marian. Nàng đã quay lại trong một diện mạo hoàn toàn khác. Một viên cá ma cà rồng, không đỡ để Aelrith hy sinh vì mình, nàng đã quyết định biến đổi thành một giống loài khác. Dòng máu ma cà rồng kết hợp với dòng máu hiếm trong người nàng,
lập tức biến đổi nàng thành một sinh vật khác. Nàng dễ dàng đánh bại được Lilith, khiến người ta phải hoảng sợ cúp đuôi bỏ chạy ngay lập tức. Tại sao nàng lại làm điều dại dột này? Được đắm mình trong ánh trăng quả thật là điều tuyệt vời nhất với ta. Nhưng thời gian ở cùng chàng, ta đã nhận ra rằng nếu không có chàng, ánh trăng sẽ không còn đẹp nữa. Vậy là kể từ đó, Marian và Alaric hạnh phúc sống bên nhau, cùng thưởng thức ánh trăng đầy mê hoặc.